Và tiếp tục chúng ta có những chủ đề muốn ăn đi picnic và không đi đâu xa, ngay trong gian bếp của chúng ta sẽ là nơi mà chúng ta cùng cắm trại, cùng có những món ăn nướng thật là ngon. Chúng ta cùng gặp gỡ với anh Lâm Phương Vũ nha. Chào anh Vũ. Chào Thanh Mai. Dạ. Yeah. Chào quý khán giả của chuyên mục Nấu Gì Hôm Nay. Và hôm nay Vũ sẽ giới thiệu một món ăn có tên là tôm nướng muối ớt. Nguyên liệu cho một món ăn này gồm có 400g tôm sú. Khi mua tôm sú chúng ta sẽ chọn tôm tươi như thế này, sau đó chúng ta về ngâm ngay vào nước lạnh để tôm ngọt. Sau đó chúng ta sẽ cắt bỏ phần rau. Ớt sừng chúng ta sẽ rửa sạch. Ớt hiểm chúng ta cũng sẽ rửa sạch như thế này luôn. Tỏi thì chúng ta sẽ lột vỏ. Chanh thì chúng ta cũng rửa sạch. Tương ớt nè, muối hột, một ít giấy bạc để dùng để chúng ta sẽ trang trí cho món ăn. Và que xiên chúng ta để dùng để xiên tôm. Gia vị thì chúng ta sẽ dùng là hạt nêm từ thịt hăng và xương ống nè, một ít đường nè, tiêu xay và dầu ăn. Đặc biệt món này chúng ta sẽ trang trí thêm với một ít xà lách là cà chua, dưa leo. Món ăn này thì chúng ta sẽ ăn kèm với lại muối ớt. Muối ớt mà chúng ta phải dùng là muối hột mới được đó Thanh Mai. Và bây giờ mình sẽ chuẩn bị nha Thanh Mai. Ớt nè. Sau khi chúng ta rửa sạch rồi ha, một trái ớt sừng ha, chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Tại vì ớt sừng á không cay cho nên là chúng ta sẽ dùng nguyên trái. Với lại ớt sừng á, sau khi chúng ta giã ra chúng ta sẽ lấy được cái màu đẹp, màu rất là đẹp. Ớt hiểm thì chúng ta cho ít thôi, cho hai trái thôi ha. Chúng ta cũng sẽ cắt nhuyễn. Sau khi chúng ta cắt ớt sừng và ớt hiểm chúng ta sẽ cho vào cối ha. Và cho vào đây nè, một muỗng canh muối hột, một ít tương ớt. Và Mai đặc biệt là Mai mê muối hột. Khi mà chấm món ăn mà chấm với muối hột đó thấy nó đậm đà, rất là ngon. Với lại các bạn biết không, muối hột này nó sẽ không có mặn giống như là muối thường mà Mai dùng để nấu ăn ở nhà đâu. Cho nên rằng là chúng ta sẽ nêm vào đây thêm một ít hạt nêm từ thịt hăng và xương ống nữa. Một muỗng cà phê hạt nêm từ thịt hăng và xương ống nha. Nướng nó cũng phải có tí đường. Đúng anh rồi. Ha, cho cái màu nó đẹp. Tiêu nữa. Và chúng ta sẽ giã đều. Mai giúp Vũ giã phần này ha. Phần tôm sú thì chúng ta sẽ xiên. Trước khi chúng ta ướp ha, chúng ta sẽ xiên từ ở dưới phần đuôi nè lên đến phần đầu. Sau khi Thanh Mai giã xong phần muối hột rồi ha, chúng ta phải vắt vào đây một ít chanh để cho gia vị chúng ta sẽ tan đều ha. Và sẽ giúp cho cái phần mà muối hột của chúng ta nó sẽ nhạt đi tí nữa ha. Đối với lại những món nướng thì chúng ta nên cho một ít dầu vào trong phần gia vị. Để khi mà chúng ta phết đều lên những cái tôm hay cá hay mực thì nó sẽ giúp cho món ăn của chúng ta không bị khô. Chúng ta sẽ dùng giấy bạc nè, chúng ta sẽ gói lại cái phần mà que xiên mà còn dư đó các bạn ha. Để chi, để sau khi mà món ăn của chúng ta hoàn tất, nhìn món ăn của chúng ta rất là ngon, sạch sẽ nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phết muối lên phần đây, đây để Vũ ha. Rồi sau khi mà chúng ta đã là chuẩn bị xong phần tôm sú rồi ha. Đó, chúng ta sẽ dùng một cây cọ phết phần gia vị lên tôm như thế này để Thanh Mai. Đúng là nó bóng, nó và nó có một màu ít dầu đẹp hơn nha. Chúng ta sẽ phết đều như thế này. Thanh Mai giúp Vũ nha, Vũ đi nhúm bếp than. Rồi sau khi chúng ta đã phết đều gia vị rồi, chúng ta sẽ để cho tôm sú thấm gia vị ha. Và sau đó chúng ta sẽ cho lên lò chúng ta nướng. Và khi nướng thì đối với những món tôm như thế này chúng ta nên nướng bằng bếp than, nó rất là ngon. Khi mà nướng tôm với Thanh Mai chúng ta phải phết đều ha. Trong lúc nướng chúng ta phải phết đều phần gia vị như thế này đây. Đó. Để đây phết lại này. Trời thơm quá anh Vũ ơi. Thơm không? Cánh mày râu cái này phải có vài lon bia phải không? Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà đối với các em bé thì chúng ta phải chắc phải có cái làm một cái nước nước sốt như là muối riêng mà lại ít ớt hơn cho các bé. Đúng rồi. Để em bé ăn thì chúng ta nên bỏ ớt ra đi, chúng ta chỉ cần dùng muối hột nè, hạt nêm từ thịt thăn và xương ống, một ít đường, một ít dầu ăn là đủ rồi các bạn. Và còn vấn đề bảo quản nữa chứ, khi mà như mà chúng ta ướp tôm sẵn ở nhà thì chúng ta cũng phải có cách để giữ đến trưa hoặc đến chiều tôm vẫn ngon vẫn tươi để còn nướng không anh Vũ? Chúng ta sẽ bỏ vào trong hộp ha. Sau đó chúng ta sẽ đem đi, và khi mà trong quá trình chúng ta đem đi thì chúng ta nên bỏ tôm vào trong thùng đá Thanh Mai nha.
Đây, mời anh Vũ trang trí nha. Đây, có sẵn rồi, hôm nay bỏ lên là được rồi. Dạ, rất là đẹp. Rồi, này. Đây là Mai. Anh Vũ đãi Mai nhiều quá. Dạ, để Mai xin phép thử chút nha. Rồi, Mai thấy như thế nào? Mặn quá, cay quá, nhưng mà ngon quá. Rất là ngon. Cảm ơn Vũ. Thưa quý vị, vì chương trình khách mời ngày hôm nay dành thời lượng nhiều hơn để trò chuyện với nữ danh ca, vì vậy mà chúng ta không có chuyên mục giải trí như thường lệ. Thay vào đó là chuyên mục Nấu gì hôm nay sẽ kết thúc chương trình. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Sức sống mới. Và sau đây là câu hỏi dành cho quý vị khán giả. Trong chuyên mục khách mời, chúng ta đã trò chuyện với ca sĩ nào? A. Khánh Hà. B. Tô Chấn Phong. C. Tuấn Ngọc. Và quý vị đừng quên câu hỏi phụ, có bao nhiêu khán giả có câu trả lời giống như bạn. Xin mời quý vị chúng ta cùng truy cập vào website www.sucsongmoi.net từ 12 giờ trưa đến 22 giờ tối để có thể tham gia. Quý vị đừng bỏ qua nhé, và sẽ có hai phần quà của nhãn hàng Unilever dành cho quý vị. Và bây giờ xin chào quý vị.